Tạt Dương Mai Linh, bóng không thể đến được vị trí của Dương Mai Linh, phá cắt đứt, không vào. Cơ hội rõ nét đầu tiên thuộc về đội chủ nhà Song Lam Ngan. Là nỗ lực của Michael Olaha. Michael Olaha dứt điểm, tỷ số được mở cho đội chủ nhà và người lập công là Michael Olaha. Phút thứ 13 của trận đấu. Rất hay. Một pha bắt tốc độ, sau đó là một cú dứt điểm nhạy cảm. Đội chủ nhà đã vượt lên trong cuộc đối đầu rất đáng chú ý này. Và người lập công đó là Michael Olaha. Bàn thắng thứ 7 của cầu thủ này cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Một sự khởi đầu tuyệt vời. Khắc Ngọc thu xa, rất nguy hiểm. Những pha đàn lát rất hay của đội chủ nhà. Minh Vương, cú sút thẳng rất táo bạo. Minh Vương, Dương Mai Linh, Olaha, tốc độ của Michael Olaha. Đối mặt với thủ môn, dứt điểm. Bóng vừa đập trúng cột dọc, rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội chủ nhà. Một pha bứt tốc, Olaha đã quyết định dứt điểm từ khá xa. Công Phượng, vẫn đang là Công Phượng, sút xa, không thể thắng được Phan Đình Vũ Hải. Cơ hội đáng kể đầu tiên của đội Hoàng Anh Gia Lai. Rất nguy hiểm, tỷ số là 2-0. Người ghi bàn đó là Phạm Xuân Mạnh. Đúng vào những phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà đã gia tăng cách biệt. Người ghi bàn đó là Phạm Xuân Mạnh. Lợi thế quá lớn dành cho đội chủ nhà trước khi hiệp hai quay trở lại. Văn Toàn, quả tạt rất nguy hiểm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp hai, Công Phượng đã lên tiếng. Trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Với bàn rút ngắn này của Sông Lam Nghệ An, với bàn rút ngắn này của Anh Gia Lai, và Công Phượng là người đem về bàn rút ngắn tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Nên nhớ ở 6 mùa giải gần nhất thì Hoàng Anh Gia Lai không ghi được bàn thắng tại sân Vinh. Văn Toàn khá nguy hiểm. Vừa rồi Osma và Văn Toàn đã có pha phối hợp với nhau. Sút xa rất nguy hiểm. Một quyết định dứt điểm táo bạo của Dương Mai Linh. Kiểm soát chặt chẽ trái bóng. Sai lầm của hàng thủ Sông Lam Nghệ An. Và bây giờ là bàn thắng thứ 3. Chắc chắn là như vậy, người ghi bàn là Ngô Xuân Toàn. 3-1 dành cho Sông Lam Nghệ An. Hàng thủ của đội khách lại mắc sai lầm. Phút thứ 68 và tỷ số là 3-1 cho Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn là Ngô Xuân Toàn. Ola, người xuất phát là Khắc Ngọc, rất nguy hiểm. Lê Văn Trường đã chơi tập trung, đã khiến cho Hoàng Anh Gia Lai để thua những bàn thua rất đáng tiếc. Sút xa rất nguy hiểm, bóng vừa chạm trung sang hàng. Sút xa rất tốt của Khắc Ngọc.